Và bây giờ chúng ta cùng với nhau học lời Chúa sáng hôm nay. Bây giờ kính mời quý vị cùng mở ra ở trong Hebrew đoạn 3 câu thứ 14 để chúng ta cùng xem lời Chúa với nhau. Hebrew đoạn 3 câu thứ 14. Tôi xin đọc lời Chúa. Vì nếu chúng ta cứ giữ vững lòng tin quyết ban đầu của mình cho đến cuối cùng, thì chúng ta được dự phần với Đấng Christ. Và trong ngày kỷ niệm 506 năm cải chánh Hội Thánh, thì tôi cùng với Hội Thánh cùng học điều này để chúng ta, giống như đầy tớ của Chúa vừa trình bày, chúng ta giữ vững lòng tin quyết ban đầu của mình cho đến cuối cùng. Không lệch bên trái, không lệch bên phải, không đi trước Chúa, nhưng mà đi sau lưng Ngài và cứ từng bước theo Chúa như Ngài dạy chúng ta, thì chúng ta mới được dự phần với Đấng Christ. Bây giờ điều thứ nhất mình học với nhau là ý nghĩa được dự phần với Đấng Christ. Được dự phần với Đấng Christ có hai nghĩa. Nghĩa thứ nhất là chúng ta thuộc về Chúa, cho nên mới được dự phần với Ngài. Và nghĩa thứ hai là chúng ta được hưởng các phước hạnh mà Chúa ban cho chúng ta. Chúng ta sẽ có những phước hạnh đồng trị với Chúa, đồng ngồi với Chúa, được hưởng các phước ân trên trời. Nhưng mà chúng ta được điều đó như ông nói là bởi ân điển Ngài ban cho, chúng ta không có đáng gì hết. Và chúng ta cảm ơn Ngài vì cớ Ngài đã từ trời hạ mình xuống tận đất này để đem ta lên và cho chúng ta được hưởng mọi sự Ngài có, được dự phần mọi sự mà Ngài sẽ ban cho. Và chúng ta mỗi người phải cảm ơn Chúa điều đó, vì chúng ta được Chúa yêu thương, và trong tình yêu đó thì có sự tôn trọng. Vì không bao giờ có yêu thương mà không tôn trọng. Không tôn trọng là không yêu thương. Mà Chúa tôn trọng chúng ta như chính mình Ngài, vì Ngài đổ huyết ra cứu chúng ta, thì Ngài tôn trọng chúng ta biết là dường nào. Và chúng ta cảm ơn Ngài vì Đấng tạo hóa lại tôn trọng chúng ta, tạo vật của Ngài. Điều thứ hai mà học được ở đây là điều kiện để chúng ta được dự phần với Đấng Christ. Điều kiện thứ nhất là điều kiện mở. Kinh Thánh chép, nếu chúng ta, có nghĩa là Ngài không có buộc, nếu chúng ta có quyền làm hay là không làm. Nhưng mà ở đây Kinh Thánh chép là Chúa ban chúng ta quyền tự do, thì Ngài cũng tôn trọng quyền tự do của chúng ta. Cho nên Ngài có điều kiện mở, nếu nếu chúng ta giữ vững, bằng không tùy chúng ta. Nhưng mà điều chúng ta làm, chúng ta sẽ gặt lấy kết quả. Và nguyện Chúa cho chúng ta là chúng ta thưa với Ngài: Chúa ơi, đối với con không có nếu, mà con thưa với Ngài rằng con giữ vững lòng tin quyết ban đầu. Và đó là bắt đầu sự cứu rỗi của chúng ta, bắt đầu chúng ta bước vào dự phần với Đấng Christ. Bây giờ chúng ta qua điều kiện buộc. Điều kiện buộc là Kinh Thánh bảo cứ giữ vững lòng tin quyết ban đầu. Ở đây có mấy điều quan trọng lắm. Chữ cứ tức là liên tục, không bao giờ chấm dứt. Chỗ người tin Chúa rồi thì ngừng lại. Và có một bà nói với tôi là tôi hầu với Chúa nhiều quá, cho nên tôi không hầu với Chúa nữa. Tôi hỏi tại sao vậy? Vì tôi không biết sau này Mão Triều Thiên Chúa cho tôi đổi đâu cho hết. Tôi nói với bà một cách rất là nghiêm trang, và bà rất là giận tôi. Tôi nói với bà rằng tôi thật với bà là
theo điều Kinh Thánh chép, và không có máu triều thiên nào hết đó. Vì bà ngừng giữa đường. Trong cuộc đua, một người ngừng giữa đường không bao giờ có phần thưởng. Bà ở trong số đó. Cho nên điều kiện buộc ở đây là cứ tức là liên tục giữ vững, đừng ngừng lại. Có những người theo Chúa thời gian sau ngừng lại, tại sao? Họ chạy theo đời này. Ồ, Chúa ơi, Chúa biết cho con phải đi theo đời này vì con đang làm ăn mà. Chúa hiểu con, tại sao con phải nhậu. Cứ biết rồi, làm ăn mà Chúa. Rồi con lấy tiền, con dâng tiền phần 10 đó Chúa. Những người đó chỉ là lợi dụng danh Chúa mà làm chơi. Chúa lên án họ. Và Chúa bảo chúng ta cứ, tức là liên tục giữ vững lòng tin quyết và không có điều gì trở ngại cả, cả đến sự chết. Điều thứ hai, giữ vững tức là đứng thẳng. Tôi rất thích chữ này. Giữ vững tức là đúng vị trí mà thẳng. Khi tôi còn nhỏ thì tôi thích cái quyển tiểu thuyết Cuốn Theo Chiều Gió. Và tôi thấy có một số tín đồ, và đôi lúc trong đời sống của tôi nữa, thì cũng giống như là cái từ đó, cuốn theo chiều gió, gió chiều nào thì tôi ngã chiều đó. Ai sao tôi vậy? Amen. Mà đó không phải là điều mà Chúa dạy dỗ. Cứ giữ vững tức là đứng thẳng. Và tôi thích một chữ ở trong Kinh Thánh, là cái chữ đứng thẳng lên, ngước đầu lên. Thì chữ đó trong nguyên ngữ nó có nghĩa là đứng thẳng, ngước đầu như là một hiệp sĩ trước mặt kẻ thù. Không cúi đầu, không sợ hãi, không lùi bước, không nghiêng bên này, không nghiêng bên kia, mà đứng thẳng rồi, không có gì xấu hổ trước mặt Chúa, ngước đầu lên. Và đó là điều mà chúng ta phải có. Nếu trong đời sống chúng ta có một điều gì đó làm không đúng trước mặt Chúa, thì khi gặp Ngài, chúng ta sẽ cúi đầu xuống. Mà Chúa không muốn. Chúa muốn mọi con dân của Ngài đứng thẳng, không có cuốn theo chiều gió, ngã bên này bên kia, nhưng mà đứng thẳng, đứng ngay chỗ của mình và ngước đầu lên bất cứ hoàn cảnh nào để bước theo Đức Chúa Trời. Và trong những ngày khó khăn, ô, biết bao nhiêu con cái của Chúa thuộc lại cho tôi điều mà họ đã làm trước mặt Chúa. Anh bỏ Chúa không? Không. Anh có biết điều đó anh sẽ chết không? Tôi biết. Tại sao anh nói không? Vì tôi trung thành với Chúa. Nếu bây giờ tôi chết và tôi về với Chúa, ô, cảm ơn Ngài. Cảm ơn Ngài. Đó là đứng thẳng, giữ vững. Và những điều kiện buộc khác mà Chúa muốn chúng ta phải nhớ là chúng ta phải tin quyết vào lời Chúa, không thêm không bớt. Tin quyết vào lời Đức Chúa Trời. Như ban đầu mình đã nghe Ngài phán trong Kinh Thánh, như lời của Ngài chép, mà không một ai được thêm một chữ, không một ai bớt một nét. Anh em biết rồi, có một khoảng thời gian hội thánh đã sai lầm đến mức độ là bỏ điều răn thứ hai vì họ thờ hình tượng. Họ bị chính thống giáo lên án. Họ bỏ điều răn thứ hai là điều răn thờ hình tượng. Mà để cũng đủ 10 điều răn, họ lấy điều răn thứ 10 họ chia làm đôi. Họ in vào Kinh Thánh luôn. Không phải họ chấm sửa một chấm một nét đâu, họ sửa nguyên một câu. Chúng ta không bao giờ làm như vậy. Rồi chúng ta cũng không bao giờ làm những điều mà Kinh Thánh không chép.
Có một thời gian vì quá cần tiền để cất nhà thờ thì giáo hội đã bán bùa giải tội, hay là gọi là bùa xá tội. Anh mua bùa đó vào thì mọi tội lỗi anh trước sau được tha hết. Đó là vấn đề người ta gọi là buôn bán tôn giáo, thương mại tôn giáo. Không phải Đức Chúa Trời, không phải là hậu thánh của Đức Chúa Trời, không phải là nhà của Đức Chúa Trời. Thì ngày hôm nay chúng ta phải nhờ Chúa mà đứng thẳng, mà lo cho công việc Đức Chúa Trời. Ô, ngày hôm nay biết bao nhiêu người nói họ theo Chúa, nhưng mà họ thêm biết bao nhiêu điều. Tại sao họ thêm vào? Để có lợi cho họ, để có lợi cho cái giáo phái mà họ theo. Rồi họ bớt một số điều để có lợi cho họ, cho giáo phái của họ. Còn chúng ta hết sức cẩn thận. Nếu hội thánh phúc âm của chúng ta mà có điều gì đó không đúng với lời Chúa Trời, ô, đưa lên liền. Anh em ơi, ông mục sư ơi, có điều này không đúng, có điều kia thêm vào. Thì chúng ta phải nhờ cái Chúa ngồi lại với nhau và làm đúng theo lời của Chúa. Và đó mới là người cứ giữ vững lòng tin cho đến cuối cùng. Rồi thứ hai, không thờ một thần nào khác. Tôi đã từng thưa một người rất là có địa vị, gặp tôi ở ngay căn nhà này, nói với tôi rằng: Mục sư Tín ơi, nếu ông xem lại giáo lý, ông cho hội thánh của ông được thờ cúng ông bà, thì tôi bảo đảm với ông rằng hội thánh của ông sẽ phát triển hết sức là lớn, vì rất nhiều người muốn theo Tin Lành. Họ thấy đời sống người Tin Lành tốt quá, không rượu, không cờ bạc, không thuốc lá, những người công dân tuyệt đẹp. Nhưng mà chỉ có trở ngại thôi, họ muốn được thờ cúng ông bà theo phong tục của người Việt Nam. Ông muốn hội thánh lớn không? Tôi nói muốn. Ông muốn làm theo như vậy không? Không. Vì điều quan trọng không phải là số lượng, mà điều quan trọng là chất lượng, điều quan trọng là bước theo lời Đức Chúa Trời không thay đổi. Tôi qua bên Mỹ, bạn của tôi làm linh mục, một giáo hội họ gọi linh mục, mà họ là Tin Lành. Và tại đó, ông rơi vào tình trạng là cái người giám mục của địa phận ông đó, là người đồng giới tính. Cưới một người đồng giới tính và họ ra cái tuyên bố là giáo hội của chúng ta đồng ý đồng giới tính, ai làm khác là bị dứt khỏi tông công. Ông nói với tôi, vì chúng tôi thân với nhau từ khi còn trẻ, anh Tín ơi, làm sao? Tôi đây, tôi đi với Chúa. Nếu tiểu bang này ra cái luật đó, thì tôi cũng sẽ đi với Chúa. Nếu họ dứt phá thông công tôi, giáo hội, tôi đi với Chúa. Mà nếu họ bỏ tù tôi cũng đi với Ngài. Lời Chúa chép rõ ràng, tôi không làm gì khác. Và tôi thấy ông Martin Luther khi đứng trước tòa án của cả thế quyền và giáo quyền, ông bảo: tôi đứng đây, tôi không thể nói gì khác, nguyện Đức Giê-hô-va giúp đỡ tôi, amen. Chúng ta cũng vậy, trung thành với lời của Ngài giữa trần gian này không dễ một chút nào, nhưng mà chúng ta nhớ bước đi với Chúa. Đừng vì cớ này cớ kia, hay là đem hội thánh ra để hội thánh phát triển thì chúng ta nên sửa một chút. Không, hội thánh của Chúa, lời của Ngài đời đời không thay đổi. Điều thứ ba, chúng ta không tin sự xác định Ngài Chúa Tài Lâm. Anh em biết ở Việt Nam,
đã có người tuyên bố ngày Chúa Tây Lâm. Và cái người đầu tiên trong hội thánh của chúng ta tuyên bố ngày Chúa Tây Lâm đó là một người cùng học với ba tôi ở trường Thánh Đà Nẵng. Khi ba tôi thuật lại về ông, ba tôi nói rằng: con ơi, ông ấy cao hơn ba một cái đầu, tức là giỏi hơn ba tôi một cái đầu. Nhưng mà sự giỏi giang đó, thay vì để hầu việc Đức Chúa Trời, thì ông lại ngồi lại mà tính ngày Chúa Tây Lâm. Ông tuyên bố ngày Chúa Tây Lâm, một số người tin ông leo lên mấy nhà ngồi để chờ đợi, đi cho nhanh, mặc áo trắng đàng hoàng. Rồi Chúa không thể làm. Ông tuyên bố là ông tính một chút sai, ông tính một ngày thứ hai cũng sai luôn, làm cho người ta xấu hổ. Những nhà, những bàn ghế đã cho phải đi xin lại, xin lại. Ồ, xấu hổ không tưởng được. Nhưng mà hiện nay người ta vẫn tin. Của giáo hội tuyên bố ngày Chúa Tây Lâm luôn. Tuyên bố xong rồi Chúa không Tây Lâm, thì thay vì xin lỗi, tôi sai, đó là ngài chỉ Chúa biết thôi, họ lại nói rằng: không, Chúa Tây Lâm rồi, ngày Tây Lâm trên trời. Tôi nói thôi, anh em là những người đứng đầu giáo hội mà anh em dám nói những câu lừa như thế thì làm sao mà tôi đi theo được? Chúng ta thì không. Họ nói Chúa Giêsu chỗ này, bà cô vợ nói Chúa Giêsu là con trai của bà. Nhiều người nói Chúa Giêsu ở nơi khác, tuyệt đối không. Chúa Giêsu ở trên trời và ngài sẽ tái lâm một cách yên lặng để đem hội thánh về trời với ngài. Và sau đó ngài tái lâm lần thứ hai một cách hiển nhiên, mọi mắt sẽ trông thấy ngài. Ngài đến trong đám mây, không phải ngài sinh trong bảo sinh viện ở bên Mỹ. Nhưng mà tôi không biết tại sao người ta vẫn dễ bị ma quỷ làm cho mù mắt, mù lòng, để rồi bước theo những điều sai lầm đó. Và nguyện Chúa giúp đỡ chúng ta, để chúng ta không nghe những người đó. Người nào nói họ là Chúa Giêsu, biết ngay là Antichrist. Người nào tuyên bố Chúa Tây Lâm, biết ngay họ là tiên tri giả, và tức khắc bước đi ra khỏi họ liền, không một chút nào chậm trễ. Và chúng ta thấy điều thứ tư mà chúng ta cùng học với nhau, khi chúng ta cứ giữ vững lòng tin quyết ban đầu, tức là chúng ta tin quyết vào lời Chúa không thêm không bớt, thì điều thứ tư là chúng ta không chối bỏ những gì Kinh Thánh chép. Đây là điều hết sức là quan trọng. Người ta ngày hôm nay đang cố gắng sửa Kinh Thánh lại. Tôi nói một cái ví dụ. Không biết ai đó đã tính ra từ Adam đến chúng ta bây giờ là 4.500 năm. Và thế là người ta bắt đầu sửa Kinh Thánh bằng cách là: ồ, không phải Chúa Tây Lâm như, không phải Chúa diễn ra như vậy đâu, nhưng mà Chúa diễn ra một cách khác. Rồi họ bắt đầu bẻ cong lời của Chúa để làm sao giải thích theo cái hiện trạng là con người đã có đây hàng triệu năm rồi. Bây giờ khoa học lại bắt đầu tìm ra được một cái sọ người mà lên đến mấy chục triệu năm. Thế tiến hóa bắt đầu sụp đổ vì những khám phá mới. Rồi chúng ta chạy theo không? Không, tôi cảm ơn Chúa. Tôi chưa hiểu được chỗ đó. Có cái gì đó xảy ra ở trong Sáng Thế Ký tôi không hiểu được. Nhưng mà lòng của tôi biết một điều, là tôi không chạy theo cái sự giải thích này, sự giải thích khác, mà tôi chạy theo lời Đức Chúa Trời. Ngài nói gì? Ban đầu Đức Chúa Trời dựng nên trời đất và ngài dựng nên.
Chúa lấy đất nắng lên hình người, Ngài làm y như vậy, và tôi tin chắc chắn điều đó. Không sửa lời Chúa để tôi chạy theo với khoa học. Vì khoa học chỉ đang tìm biết, và họ đang phải sửa đổi tất cả những gì của họ do những khám phá mới. Còn Kinh Thánh thì muôn đời y như vậy. Anh em ơi, đừng chạy theo đời này. Tin chắc vào lời Chúa Trời. Tôi chưa hiểu tới, chứ không phải là Kinh Thánh sai. Tôi nguyện Ngài cho anh em điều đó, để anh em bước đi với Ngài. Và để cuối cùng ta học với nhau là phước hạnh của người được dự phần với Đấng Christ. Phước hạnh thứ nhất, tôi được dự phần với Ngài là tôi thuộc về Ngài. Khi chưa tin Chúa, anh em thuộc về ma quỷ. Ma quỷ điều khiển anh em. Anh em đã tin Chúa rồi, anh em thuộc về Chúa. Chúa chủ trị anh em. Và Kinh Thánh lại nói một điều khác mà anh em phải hiểu theo nghĩa thuộc linh, nó sẽ đẹp không thể tưởng được. Anh em là người yêu của Chúa Giê-xu. Mà Nhã Ca nói, lương nhân tôi. Tức là Ngài quý trọng đến nỗi Ngài không những gọi anh em là con của Ngài, dân của Ngài, rồi gì nữa? Ngài gọi anh em là người yêu của Ngài. Rồi Kinh Thánh gọi Ngài cuối cùng, Ngài gọi Hầu Thánh, tất cả anh chị em là vợ mới của Ngài. Tức là Ngài muốn đưa anh em lên càng lúc càng cao hơn, càng cao hơn, càng cao hơn. Và cho anh em biết rằng anh em không phải là người bị bệnh tật, khổ sở, đau đớn như hiện nay đâu. Đó là tội lỗi đưa anh em đến chỗ đó, ma quỷ đưa anh em đến chỗ đó. Còn chính Ngài, Ngài đang dành cái phần tốt nhất cho anh em được dự phần với Ngài. Mà muốn được dự phần đó, anh em phải thuộc về Ngài trước đã, trở nên con dân của Ngài trước đã, để rồi trở thành cô dâu mới của Ngài trong ngày Chúa Tái Lâm. Để sự hội hiệp đó, hội hiệp không phải chỉ là ô, Ngài là Chúa, tôi là tôi đòi, không. Nhưng mà Ngài là Chúa, thì tôi cũng ngồi cùng Ngài. Ngài yêu thương tôi như một người chồng yêu thương vợ mới của mình. Và kế đó, không những tôi thuộc về Chúa, mà tôi được mọi phước hạnh lời hứa của Chúa ban cho trong Kinh Thánh. Phước hạnh để dành sẵn cho anh em. Miễn một điều, anh em cứ giữ vững lòng tin quyết ban đầu của mình cho đến cuối cùng, thì anh em được dự phần với Đấng Christ. Tin nhận Chúa thế nào, bước đi với Ngài thế đó. Tôi cảm ơn Chúa vì tôi sống với gia đình của một người hầu việc Chúa, nên tôi gặp được rất nhiều người. Tôi phải nói thật rằng, hỏi Đức Chúa Trời mấy ngôi, chưa chắc họ trả lời được. Hỏi Amen là gì, họ cũng không biết gì, họ cứ Amen thôi. Nhưng mà lòng tin quyết của họ nơi lời Chúa là không bao giờ thay đổi. Theo Chúa là theo Chúa đến cùng. Con cái bỏ họ, vì cớ con cái không đồng ý đức tin của họ, thì họ vẫn cứ theo Chúa. Đói cũng theo Chúa. Và tôi cảm ơn Chúa vì có những người tín đồ lạ lùng quá, và đó là những người được dự phần với Đấng Christ. Nếu chúng ta ngồi đây mà chúng ta không giữ vững lòng tin ban đầu của mình cho đến cuối cùng, thì nhớ, chúng ta cũng không được dự phần với Đấng Christ. Chúng ta có danh sách tín đồ mà chúng ta không cứ giữ lòng tin ban đầu của mình cho đến cuối cùng, chúng ta cũng không được dự phần với Đức Christ. Nhưng mà Ngài dành cho tất cả chúng ta. Vấn đề là chúng ta thưa với Ngài, con tin quyết lời hứa ban đầu của Chúa, tin lời của Ngài, và con bước đi với Ngài cho đến cùng. Amen. Mời tất đứng dậy, chúng ta cầu nguyện. Là Chúa, cảm ơn Ngài rất nhiều vì lời của Ngài cho chúng con. Chúng con phải tin quyết lời Đức Chúa Trời.
và sống với lời Chúa Trời cho đến cùng, không thêm không bớt, không chạy theo người này người khác, mà chúng con bước đi với Ngài trung thành. Và chúng con được Thánh Linh của Ngài dẫn chúng con vào lời Đức Chúa Trời và mọi chân lý. Và xin Ngài cứu anh em chúng con, vì quá nhiều người chạy theo con người này, chạy theo con người khác. Thay vì thờ phượng Chúa thì họ lại thần tượng con người, họ lại thờ phượng con người, họ đi theo con người, cuối cùng họ đi địa ngục đời đời. Giúp chúng con để chúng con đi với Ngài, sống với Ngài, hầu việc Ngài. Và chỉ một mình Chúa, chỉ lời của Ngài hướng dẫn chúng con, chỉ Thánh Linh của Ngài đứng soi sáng chúng con. Hỡi Chúa, giúp chúng con trung thành với Chúa trên cùng. Chúng con cảm ơn Ngài về cầu nguyện nhân danh Chúa Jesus Christ.